Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Bách Chiến Truyền Kỳ hả? Bản Việt hóa đua top nha anh em. Có Android, iOS, Việt hóa đầy đủ. Thì cái bản này do hồi sáng nói chung thì theo yêu cầu của nhiều bạn ha, up bản Việt hóa cho dễ chơi và chơi lâu dài, và đặc biệt là có iOS Việt hóa cho anh em ha. Ok đó, làm vì anh em nè. Đó, nói cái nhiều chú hô trời ơi làm vì tiền chứ làm gì anh em gì. Thật ra thì cũng có nhiều anh em yêu cầu heo thiệt, yêu cầu thì tìm con Bách Chiến ha. Đó, ok thì tìm Bách Chiến thôi, có iOS cho mấy anh em chơi. Thiệt luôn á, trong cái mùa dịch này mà kiếm game free, game lậu mà có iOS là cả một vấn đề đó anh em. Tính ra giờ trên kênh heo mấy cái con game APK mà bây giờ có iOS thì tính ra hiện tại cũng nó hơi hiếm đấy. Thì dạo này để mà mướn một cái server thì nó cũng hơi bị khó khăn ha. Ok đầu vô chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game giúp heo ha. Vì cấp 10 mới mở được con ngựa chạy, giờ là đi bộ hụt máu luôn. Đó, bản này là Việt hóa. Ok, đây đánh con boss ma hóa trâu diễn. Ủa trâu hả? Nó không có sừng đúng không? Nè, ma hóa trâu diễn nè, mà nó không có sừng anh em à. Ok, đó, lên nộ liền, đẹp trai đẹp gái liền. Ngẫu ha, game này là cái thời gọi là cái thời xưa. Đó, vậy mà nộ lên một phát là giống như bay tới cái thời thời hiện đại luôn á. Mà nó hiện đại hơn cái thời hiện đại luôn á chứ. Quái thiệt chứ. Ok, giờ để lấy con ngựa nè. Đó, rồi có con ngựa rồi, chạy bộ thôi. Rồi, đây, đến với thông tin server cái ha. Thì đây, Bách Chiến Truyền Kỳ phiên bản iOS Việt hóa ha, đua top ban hội. Thì ban hội cá nhân đua top ngày. Đó, game khai mở S24 như ý ha. Kiểu khám phá kỳ quốc lâu dài, đua top server hàng ngày nhận ngay quà khủng nè. Rồi S24 sẽ open vào 17 giờ ngày 20 tháng 6 ha. Đấy, game open rồi, anh em nào có vào đua top thì vào ha. Rồi trang chủ thì đây. Rồi có cơ hội nhận được những phần quà sau khi đua top lực chiến. Rồi trang level sau 10 ngày. Đó, top 1 lực chiến ban hội nè, được 10 triệu kim nguyên bảo, trong đó thì chúng ta có 5 triệu kim nguyên bảo thường và 5 triệu kim nguyên bảo khóa. Đó. Rồi đâu? Nay được có 5 triệu à? À. Vậy là được có 5 triệu à? Vãi, nãy nhìn nhầm. Ok, thấy 500 đan nè, tưởng đâu là 5 triệu luôn. Vậy nay còn có 5 triệu à, 5 triệu kim nguyên bảo khẳng luôn ha. Rồi, ban chủ 3 triệu mấy này nọ nè hả. Rồi top lực chiến được 3 triệu. Top level chúng ta được 2 triệu. Đó, ok. Ở đây top 2 lực chiến thì chúng ta được 3 triệu, gì 2 triệu. Top 2 lực chiến thì chúng ta được 1 triệu. Top 3 lực chiến thì chúng ta được 1 triệu gì nữa nè. Rồi top 3 level 500 hả. Rồi top 4, top 5 thì khuyến khích 50% giá trị các thẻ. Rồi đua top ngày 1, ngày 2, ngày 3. Top level sủng thú nè, giải thưởng top 1 là 600k. Đó, top 2 400, top 3 là 200. 200k chứ không phải là 200k nha anh em. Rồi có cơ hội được tặng thú cưỡi nè hả. Ok, rồi ưu đãi nạp lần đầu nhân 3, các mốc 100, 500 và 1 triệu. Tặng ngay 9,9 vạn kim nguyên bảo khóa và 9 vạn 9 vạn
9,9 vạn kim nguyên bảo. Khi tạo nhân vật, bản đồ trên quái nè ha, rớt kim nguyên bảo khóa, rồi tất cả phó bản rớt kim nguyên bảo khóa, đánh boss dễ khó nè. Không biết cái này có hay không thì anh em kiểm chứng ha, heo cũng không biết nữa, admin ghi nè ha. Thì heo đọc lại thôi. Đó, màn hình năng động nhận kim nguyên bảo không khóa này nọ nè ha. Ok, rồi bây giờ lái xe để lấy cái kim nguyên bảo đầu cái. Mà anh em nào từng chơi bản thâu rồi, bản phi rồi thì biết ha. Game này nạp nó tỷ lệ bao nhiêu đây là khá là nhiều. Đây có tỷ lệ nè. Đây, tỷ lệ nhân 3, 10.000 bằng 300 bằng 30.000 kim nguyên bảo là tỷ lệ 1:1 đấy. Đó, là tính ra nạp bằng tệ thì con này nạp vẫn ngon hơn. Ok, bây giờ để nhắn tin nhạc admin lấy cái code quà tặng cái đã. Mà hình như nó đang đánh boss đúng không? Đúng rồi, nó đang đánh boss. Để đánh con boss cái đã. Nổ không kịp rồi, nổ còn tới 4 mấy giây nữa lận. Rồi ok, nhắn tin cho bên fanpage thì chúng ta sẽ có được code ha. Đây, nè anh em chơi bách chiến thì nhắn tin theo cú pháp ha. Game, tên tài khoản, tên nhân vật, server là chúng ta sẽ vào game ha. Đó, admin phát cho chúng ta. Bình thường thì chúng ta chỉ được 10 vạn 10 vạn kim nguyên bảo khóa. Bà mẹ nó đang review vàng mà sao kỳ vậy. Giữ lại 10 vạn kim nguyên bảo không khóa. Nhưng mà anh em nhắn tin với admin là đến từ kênh heo VKT ha. Nói chung là từ kênh heo VKT qua thì chúng ta nhận thêm quà. Đó, gấp đôi quà thưởng đầu ha. Đấy là do admin nói với heo. Đó, và chúng ta cũng được double nè ha. Tính ra thì nó được 400.000 kim nguyên bảo nha anh em. Trong đó thì chúng ta có 200.000 kim nguyên bảo thường và 200.000 kim nguyên bảo khóa. Ok, cái túi đây. Thì đó, nó còn thiếu 2 số nữa nhưng mà kệ cha nó đi ha. Vậy là khá ngon rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào shop để chúng ta nhận nạp đầu cái kiểu con đà điểu rồi ha. Đây, kỳ trân cát. Nút hết cái đống đồng tệ này vô cái đã. Rồi chúng ta ăn luôn cái hẻo VIP ha. Cái hẻo VIP này cũng khá là rẻ, nhưng mà nó cho chúng ta là một cái VIP khá là khôm ha. Ok ok. Rồi đây chúng ta sẽ có bét, rồi hú cởi, thời trang. Đó, cái gì mà phi được, mua được heo mua hết cho anh em xem ha. Ok, rồi chúng ta hết mấy cái phần được phi rồi. VIP thì chúng ta cắn viên đó nó sẽ lên VIP 4 nè ha. Con này không còn xa lạ gì với anh em rồi. Tại vì heo cũng đã up cái bản hồi sáng rồi, nhiều anh em yêu cầu là kiếm bản EUS. Thì bây giờ chúng ta lại có bản EUS cho anh em đây. Đó, đầy đủ đó, chúng ta đã lên được VIP ha. VIP 4, ok. Đây, mở lên. Đó, thơm liền. Trời ơi, cái này gì đây? Đang tăng cấp sử dụng, lên hẳn được 1 cấp hả? Ok, để ra đi. Nè, nãy xài được 600 kim nguyên bảo, chúng ta lên được 6 điểm. Cứ 100 điểm 100 kim nguyên bảo được tiêu thì chúng ta được 1 điểm hả? Đấy, nó làm phép tính cũng khá là đơn giản. Ngoại trang, ngoại hình, đồ các kiểu thì thiếu thì chúng ta có thể đi mua ha. Đấy, cũng nhanh lắm anh em. Ok, không thích chạy con ngựa, game nào nó cũng có ngựa. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi kiếm một con khác chạy vậy. Con này cũng ok nè. Nhưng mà nó chơi không phải như bên tay độc của nãy hả, của kiếm thế đồ anh em.
lâu rồi không làm kiếm thế, mai chịu kiếm kiếm thế làm cho anh em hả? Ok, tới luôn bữa ơi. Rồi thì game theo yêu cầu của nhiều anh em hả? Nhiều anh em có nhắn tin là sau khi heo up con kia thì nhiều anh em yêu cầu là kiếm con nào có EOS. Thì EOS bây giờ mà có thì cũng là tiêu đi cái gì ta? Đi đua top rồi game ấy không à. Đó, hôm nay chúng ta sẽ có server 24 của con Bách Chiến truyền kỳ phiên bản iOS Việt hóa ha, sẽ open vào 17 giờ ngày 30 tháng 6 nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và đừng quên nhắn tin nhạc min là từ kênh Heo VKT qua nha anh em. Đó. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.